Nổ lớn rung chuyển Kylia, vùng Odessa. Truyền thông Ukraine đưa tin đã có hàng loạt vụ nổ xảy ra ở thành phố Kylia, vùng Odessa. Theo đó, các vụ nổ đã được nghe thấy ở thành phố Kylia thuộc vùng Odessa, nơi có một cảng sông và một nhà máy đóng và sửa chữa tàu lớn. Trang Jekalo, New Delhi của Ukraine đưa tin. Theo bản đồ không kích trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số, cảnh báo trên không đã được ban bố tại khu vực Odessa từ 0 giờ 28 ngày 7 tháng 9, tức 4 giờ 28 theo giờ Việt Nam. Đêm hôm trước, Kylia cũng như một cảng khác là Chernihiv cũng bị Nga tấn công. Sau đó, người đứng đầu cơ quan quân quản khu vực Odessa, Oleg Kiper, tuyên bố đã có thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng cảng và nông nghiệp. Đồng thời, người đứng đầu vùng Zaporizhia Vladimir Chokov do Nga bổ nhiệm nói với RIA Novosti rằng ở Kylia, do hậu quả của cuộc tấn công, một xưởng sản xuất xuồng không người lái trên biển đã bị hư hại. Romani nghi mảnh vỡ UAV Nga rơi xuống lãnh thổ. Giới chức Romani cho biết họ phát hiện vật thể có thể là mảnh vỡ UAV Nga đã rơi xuống lãnh thổ nước này gần Ukraine. Tôi xác nhận thông tin rằng chúng tôi phát hiện các mảnh vỡ có thể là bộ phận của máy bay không người lái UAV, Bộ trưởng Quốc phòng Romani Argentiva cho biết ngày 6 tháng 9. Giới chức phát hiện mảnh vỡ gần Pauru, ngôi làng Romani ở phía bên kia sông Danube, đối diện với cảng Ismail của Ukraine. Ông Tiva nói các mảnh vỡ sẽ được phân tích để xác định nguồn gốc, thêm rằng khu vực phát hiện mảnh vỡ không áp lệnh sơ tán vì chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy chúng có thể gây ra mối đe dọa. Tổng thống Romani Klaus Iohannis cùng ngày nói rằng nếu xác nhận được các mảnh vỡ này thuộc về UAV Nga, đó sẽ là điều không thể chấp nhận, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Romani. Chúng tôi đang trong tình trạng cảnh giác và liên lạc thường xuyên với các đồng minh NATO, Tổng thống Romani cho hay. Tuy nhiên, ông Tinva cũng nhắc lại rằng không có mối đe dọa trực tiếp nào tới Romani liên quan tới sự việc này. Ông nói rằng chiếc UAV Nga có thể không phát nổ và chỉ đơn giản là nguyên chiếc UAV hoặc các mảnh vỡ của nó rơi xuống lãnh thổ Romani. Điều đó khiến chúng ta không hài lòng, nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể coi đó là cuộc tấn công. Và như tôi nói, chúng ta cần biết cách phân biệt giữa sự cố và cố ý xâm phạm, Bộ trưởng khẳng định. Ukraine hồi đầu tuần cho biết UAV Nga đã phát nổ tại Romani sau cuộc không kích qua đêm nhằm vào cảng ở sông Danube. Khu vực này chứng kiến các cuộc tấn công gia tăng từ tháng 7 khi Nga từ bỏ thỏa thuận Biển Đen. Sông Danube trở thành tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc chủ lực của Ukraine kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận. Ngũ cốc Ukraine được chuyển bằng xà lan từ cảng Reni và Ismail ở Odessa tới cảng biển Constanta ở Romania, sau đó lên đường tới những nơi khác. Trong khi chiến sự với Nga chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, Kiev đôi khi vẫn tuyên bố xung đột đã lan sang một số nước châu Âu. Sự việc nghiêm trọng nhất là vụ rơi tên lửa gần biên giới Ba Lan hồi tháng 11 năm 2022, khiến 2 người không qua khỏi. Ba Lan và các đồng minh NATO sau đó xác nhận đây là tên lửa phòng không Kiev bắn nhầm, nhưng vẫn chỉ trích Moscow, cho rằng nguyên nhân cốt lõi là chiến dịch của Nga tại Ukraine. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine và công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho nước này. Đây là chuyến thăm lần thứ tư của Ngoại trưởng Antony Blinken kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại đây hồi tháng 2 năm ngoái. Ngoại trưởng Blinken đã có các cuộc gặp với Tổng thống, Thủ tướng và Ngoại trưởng Ukraine trong thời gian chuyến thăm. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine cũng như viện trợ bổ sung của Mỹ đối với các chương trình cải cách của nước này. Ngoại trưởng Blinken cũng công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm 175 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực phòng không và hệ thống liên lạc, hơn 90 triệu đô la Mỹ cho hoạt động rà phá mìn, 300 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ nỗ lực thực thi pháp luật và hơn 200 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và ngày hôm nay chúng tôi công bố khoản hỗ trợ mới với tổng trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong nỗ lực chung này. Gói hỗ trợ bao gồm 665 triệu đô la Mỹ hỗ trợ an ninh dân sự và quân sự mới. Tổng cộng chúng tôi đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 43 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xung đột. Chúng tôi sẽ gửi chuyến hàng đầu tiên gồm các phương tiện bảo vệ phục kích chống mìn cho lực lượng biên phòng và cảnh sát Ukraine. Một số người trong số họ tôi sẽ có cơ hội đến thăm vào ngày mai, và chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ quan trọng cho việc rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ và những tàn dư hàng ngày khác của cuộc xung đột. Hôm nay tôi đã thảo luận với Tổng thống Zelensky về các thỏa thuận an ninh bền vững lâu dài hơn, trong đó sẽ cung cấp hỗ trợ an ninh liên tục và thiết bị quân sự hiện đại trên bộ, trên không, trên biển và không gian mạng, cũng như đào tạo và chia sẻ thông tin tình báo.
Cũng trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ cho biết đánh giá của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc phản công phù hợp với đánh giá của Mỹ. Theo đó, Kiev đã đạt được bước tiến thực sự trong những tuần gần đây. Ông cho hay Mỹ không ảo tưởng rằng con đường phía trước của Ukraine sẽ dễ dàng, nhưng nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Washington và chỉ ra những bước tiến mà Kiev đã đạt được cho đến nay. Trong cuộc phản công hiện tại, chúng tôi đang chứng kiến sự tiến bộ thực sự trong vài tuần qua. Tổng thống Zelensky vừa trở về từ tiền tuyến nên tôi có thể nghe trực tiếp đánh giá của ông ấy về cuộc phản công và tôi nghĩ nó rất phù hợp với đánh giá của chúng tôi. Như tôi đã nói, Ukraine đã có tiến bộ thực sự trong những tuần gần đây. Bình luận tích cực của ông Blinken được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ trước đó nói rằng cuộc phản công của Ukraine không diễn ra nhanh như họ kỳ vọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã gửi lời cảm ơn đến ông Antony Blinken vì sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc xung đột với Nga và cho biết chuyến thăm của ông là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến mọi người. Trong cuộc gặp, ông Zelensky cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Mỹ Joe Biden và sự hỗ trợ nhận được trong lĩnh vực năng lượng trước mùa đông. Đây là lần thứ tư ông Blinken đến Kiev từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm ngoái. Ông cũng là quan chức cấp cao đầu tiên của Washington thăm Ukraine từ khi Kiev bắt đầu triển khai chiến dịch phản công quy mô lớn hồi đầu tháng 6. Ông Blinken đến Kiev cùng ngày Quốc hội Ukraine phê chuẩn Bộ trưởng Quốc phòng mới trong bối cảnh chiến dịch phản công của nước này đã bước sang tháng thứ tư nhưng chỉ đạt được vài bước tiến nhỏ. Nỗ lực tiến quân của Ukraine vào lãnh thổ mà Nga kiểm soát đã bị cản trở bởi các bãi mìn rộng lớn và hệ thống phòng thủ kiên cố của lực lượng Moscow. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp ngày 6 tháng 9 xác nhận một chiếc xe tăng chiến đấu Challenger 2 của Anh đã bị lực lượng Nga phá hủy trên chiến trường ở Ukraine. Ông Grant Sharp cho biết thêm, nước này không có kế hoạch gửi cho Kiev xe tăng mới để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy. Khi được hỏi liệu Anh có chuyển xe tăng Challenger 2 mới đến Ukraine để thay thế chiếc bị phá hủy hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã bác bỏ kế hoạch này. Trước đó vào ngày 5 tháng 9, ông Vladimir Rogov, thành viên thuộc Hội đồng Chính quyền Zaporizhia cho biết một xe tăng chiến đấu Challenger 2 của Anh đã bị phá hủy trong trận chiến giữa lực lượng Nga và Ukraine ở khu vực Zaporizhia, đồng thời nói thêm rằng đây là lần đầu tiên loại xe tăng này bị phá hủy trong gần 30 năm hoạt động. Anh viện trợ cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 từ đầu năm 2023 và được chuyển giao từ tháng 3. Xe tăng Challenger 2 hiện đang phục vụ cho lữ đoàn xung kích đường 082. Ngoài 14 xe tăng Challenger 2, lữ đoàn này còn có 90 xe thiết giáp Stryker của Mỹ và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức viện trợ. Theo lính tăng của lữ đoàn 82, Ukraine thường sử dụng xe tăng Challenger 2 để hỗ trợ hỏa lực tầm xa, tận dụng tối đa khả năng nhìn đêm, khả năng điều khiển hỏa lực chính xác và súng chính uy lực. Theo Forbes, sau 3 tháng tiến hành cuộc phản công, Ukraine đã tổn thất 6 trong số 105 xe tăng phương Tây cung cấp, 5 trong số 71 xe tăng Leopard 2 và 1 trong số 14 xe tăng Challenger 2. Chưa có xe tăng Leopard 1A5 nào bị phá hủy. Ngoài ra, nhiều xe tăng nữa đang trên đường đến Ukraine khi cuộc phản công vẫn tiếp diễn, bao gồm 14 xe tăng Leopard 2, 31 xe tăng M1 do Mỹ sản xuất và có thể là 145 chiếc xe tăng Leopard 1A5.